Ok, hello, chào mọi người quay trở lại ở kênh của mình. Thì clip trước mình cũng hướng dẫn anh em về Baccarat rồi. Thì ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục lên cho anh em một cái công thức về Baccarat anh em nhé. Thuật chính xác hơn là một cái thủ thuật về Baccarat. Thủ thuật đi cầu, vào cầu làm sao để anh em có thể kiếm một ngày 5 đến 10M. Thì số vốn 5 đến 10M thì mình không có nói là cụ thể là như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay thì mình cứ làm nhẹ nhàng trước là Baccarat 1 anh em nhé. Công thức Baccarat 0 thì thủ thuật Baccarat 0 thì mình cũng giới thiệu anh em rồi. Ok, xem nào, về banker này. Đó, thì thủ thuật bắt cầu 33 thì chắc là anh em cũng biết đúng không ạ? Thì đầu tiên thì anh em con này thì mình sẽ đi nhẹ nhàng vào 2 mét player trước em nhé. Đó, mình đi 3 con player. Sau đó thì mình đi 3 con banker. Thế em hiểu đơn giản cho mình một chút. Đó là cách tính như thế nào và cách vào vốn như thế nào. Thì anh em hiểu cho mình, vốn anh em thì anh em sẽ tùy chỉnh tỷ lệ anh em bú nhá. Ok, con này không về này. Đó, ví dụ như là anh em có 5M đi thì anh em có thể chỉnh lại tỷ lệ anh em bú 1 đến 2M, anh em có thể nghỉ. Đó, còn không thì anh em có thể cầu đẹp thì anh em có thể đánh tiếp. Nhưng đa phần thì mình cứ khuyên là anh em ăn non thôi. Nhiều thì x2, x3, còn để mà tham quá thì hơi khó. Con này thì mình làm 4M player, còn player thứ hai anh em nhé. 10 này, 5 này, 6 này, 8, ok đẹp luôn anh em ơi. Đó, hợp lý luôn. Ok, vậy là bú được tiếng thứ hai anh em nhé. Ok, con này thì mình sẽ đi tiếp một con player thứ ba. Đó, hiện tại thì tay thứ hai bú được thì mình đang có một chút gọi là 2m rồi. Tiếng này mình vào luôn 2m đi anh em ơi. Đó, số 4 bắt đầu mình là 20 mà. Thường thì mình cứ 2m vào mình sẽ bú tầm 5m. Còn hôm nào đen thì gãy thì phải chịu thôi anh em ơi. 3 này, 8 này, ui không này, ui giời ơi, gãy luôn anh em ạ. Hơi cay. Đó, thì thực sự thì như con này thì đã hết cầu player rồi. Thì mình sẽ sang đánh banker anh em nhé. Mình ăn non như này thì mình sẽ tầm 4 đến 5 hôm. Ví dụ như kiểu là 4 đến 5 hôm thì mình sẽ bằng một hôm vốn. Có nghĩa là anh em, ví dụ như mình ăn 5m chẳng hạn. Thì mình mỗi ngày mình ăn 5m thì tầm 4 hôm mình có thể là mình sẽ gỡ lại được gọi là vốn mình vào, ví dụ nếu có gãy. Còn hôm nào mà đỏ thì mình 10 ăn 10m hoặc là 15m thì mình chỉ cần 1-2 hôm là mình đã gỡ được số vốn rồi. Đó, đa phần ấy, thì anh em đánh cái này thì anh em hạn chế việc để cháy tài khoản thôi. Ví dụ mình có gãy thì anh em bỏ luôn cho mình. Nhưng mình ví dụ mình lạp 2m vào không ăn thì mình nghỉ. Ok chưa? Con này thì mình tiếp tục và đi vào banker. Quy này, 4 này, 7, 8, ok ngon anh em ơi. Đó, húp luôn. Đơn giản vậy thôi, hiện tại mình đánh 5 tay thì bú 4 và gãy 1. Ok. Thì con này mình sẽ lại tiếp tục. Đó. Thì con này hình như còn hẳn còn đúng không ạ? Hai con này, từ từ để mình tính lại cái hai con. Ok, con này vẫn còn một con banker anh em ạ. Mình sẽ vào một con banker nữa. 8 này, úi giời. 7 rồi. Ui 6 điểm anh em ạ. Nó ra con 8 con 9 là trông đã thấy toang toang rồi. Đó, nhưng mà không sao anh em ơi. Ok, thì mình lại từ từ bình tĩnh anh em nhé. Rồi, con này thì đã hết banker thì mình sẽ vào sang 2m player. Nha, vào thử 2m xem có bú không đây. Q này. K. Ui, 5 điểm. 8 ạ. Ôi giời ơi. 5 nó lại ra 8 buồn chứ. Ok, vậy là tiếng này lại gãy này. Thì mình lại tiếp tục và đi vào con player thứ hai thôi anh em. Con này mình gấp 4 hay 5 mét này. Thôi 4 mét anh em nhé. Thằng này 4 mét thôi. Hiện tại thì vẫn đang bú một chút gọi là 2M. Nên là vẫn thoải mái thôi anh em ạ. K này, 7 rồi. Ngon luôn anh ạ. Ra con 7 thực sự là tầm 7-8 điểm ấy, nào mình đã thấy tỷ lệ bú nó cao lắm rồi. Ra được con 9 nữa mà để hai con 9 mà hòa thì tỷ lệ là rất là thấp rồi anh ạ, rất ít khi về luôn ấy. Đó, ok. Như con này thì hẳn còn player thì mình sẽ vào nhẹ nhàng 1 mét thôi. 5 này, 6 này, 6 hòa anh em ạ. Ôi giời. Hơi buồn khi mà tiếng này lại hòa này. Tức là về luôn thì ngon nhỉ. Cầu này đang đi đẹp mà tự dưng lại hòa. Ok. Thì con này mình vẫn tiếp tục mà mình đi 2m banker, 5m đi, 6m. Ok, tiếng này tự tin anh em nhé.
Mình vụt một con này cũng gọi là con khá là cầu kết anh ạ. Lên được tiếng này thì đẹp này. 5 này. 6, 9 luôn anh em ạ, ngon. Đó, như thế này lại làm phát lên được 31m7 này. Đó thì hiện tại là mình bú được gần 12m rồi anh em ạ. Gọi là 11m7 đấy thì gọi là gần 12m anh em. Đó, khá là đơn giản vậy thôi. Mình làm cái tiếng này đi 7 lít nhẹ nhàng em nhé. Cầu không chắc thì mình cứ đi từ từ thôi anh em ạ. 4 này, 7 này, 9, ôi gãy rồi anh em ạ. Nhìn đã thấy gãy rồi. Nó ra còn 9 điểm thì thực sự mà để mà nói hòa là cũng nó khó rồi. Chứ còn ăn thì chắc chắn là không thể, điều ăn để mà ăn được đó thì không thể rồi. Ok. Thì mình sẽ làm một con 6 mét này nữa đi. Thế này bù cái mình nghỉ luôn anh em ạ. Đó, bù được tiếng này nữa thì lên được 35 mét à, thì đẹp luôn anh em ạ, vừa đẹp. Nào. 4 này, Q, K này, 9, ok, đẹp luôn anh em ơi. Mình lên được bao nhiêu đây? 36m7 luôn. Ok, bú khá đậm anh em ạ. Ok, thì mình sẽ kết thúc clip ở đây luôn. Bye bye anh em, hẹn gặp lại tiếp theo. Bye bye.